Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, một trong những sứ điệp quan trọng của Đức Mẹ Fatima là mẹ mời gọi con cái mẹ trên khắp thế giới siêng năng lần hạt mân côi. Kinh Mân Côi có lẽ là một trong những kinh phổ biến nhất ở trong giáo hội Công giáo và trên toàn thế giới. Đấy là lời kinh của các vị giáo hoàng. Đấy là lời kinh của các bậc vĩ nhân. Đấy cũng là lời kinh của những con người đơn sơ nhất, hèn mọn nhất. Đấy là lời kinh của những người ở thành thị. Đấy là lời kinh của những bà già nhà quê lẩm cẩm rồi. Đấy là lời kinh của những con người làm nên những chuyện vĩ đại trong đời. Mà đấy cũng là lời kinh của cả những tên tội đồ khét tiếng. Mọi người đều có thể đọc Kinh Mân Côi và đều có thể tìm thấy ở trong lời Kinh Mân Côi những âm vang của lời cầu nguyện sâu thẳm của tâm hồn mình và của cả nhân loại. Đức Maria mời gọi chúng ta siêng năng lần hạt mân côi. Và tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta, những người đang hiện diện trong ngôi nhà thờ này, ít nhiều đều là những người yêu mến Kinh Mân Côi. Và có những cụ bà, cụ ông đọc hầu như suốt cả ngày. Có những linh mục, kể cả những linh mục còn trẻ, đã mở đầu ngày mới với Kinh Mân Côi và kết thúc ngày sống của mình cũng với tràng chuỗi Mân Côi. Có những vị linh mục ngồi tòa giải tội trong khi chờ đợi các hối nhân đến cũng thầm thị Kinh Mân Côi. Và tất nhiên mấy cái bà nữ tu này thì chắc lại càng đọc nhiều. Nữ tu mà không đọc Kinh Mân Côi chắc là có lỗi với Đức Mẹ lắm. Lời kinh tuyệt vời ấy lại cũng rất đơn giản, chỉ gồm chủ yếu là ba kinh được lập đi lập lại: Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh. Nhưng ba kinh ấy nâng tâm hồn chúng ta lên để kết hiệp với Thiên Chúa trong những tư thế và những mầu nhiệm hết sức đặc biệt. Rồi kèm với Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh ấy là những mầu nhiệm, chính yếu là mầu nhiệm của Chúa Kitô được suy đi gẫm lại. Kinh Lạy Cha là kinh của những người con thảo thưa lên với cha của mình: Lạy Cha, lạy Cha của chúng con, Cha ở trên trời nhưng lại cũng rất gần với chúng con. Kinh Lạy Cha là kinh mà với lời kinh đó chúng ta xác tín về cái tư thế, cái tư cách là con Thiên Chúa của mình. Thiên Chúa là cha của chúng ta và chúng ta kết hiệp với người trong tâm tình tạ ơn, trong tâm tình hiếu thảo. Lời kinh ấy chính yếu nhắc cho chúng ta nhớ đến mối tương quan hết sức tuyệt hảo giữa Thiên Chúa đấng tạo thành nên trời đất lại cũng vẫn là cha của chúng ta, đấng luôn luôn nhìn đến chúng ta, quan tâm đến chúng ta. Và chúng ta trong tư thế là con của người, gieo tất cả cuộc đời của mình, buông tất cả cuộc đời của mình vào trong tay của người. Lời kinh Lạy Cha lập đi lập lại ấy nhắc cho chúng ta cái tư thế là con của chúng ta đối với Thiên Chúa toàn năng. Và rồi dứt Kinh Lạy Cha, chúng ta đọc Kinh Kính Mừng để kính chào Đức Mẹ, mà thực ra đó là để cùng với Đức Mẹ ca ngợi một mầu nhiệm tuyệt vời mà chính Đức Mẹ là một trong những tác nhân, một trong những thừa tác viên, một trong những cái dữ kiện, một trong những yếu tố hết sức quan trọng của chính mầu nhiệm đó. Đó là mầu nhiệm của con Thiên Chúa nhập thể làm người, mầu nhiệm của Thiên Chúa ở trên trời nay đã trở thành Emmanuel ở giữa chúng ta. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Và khi Đức Chúa Trời ở cùng mẹ thì nhờ mẹ và cùng với mẹ, Đức Chúa Trời ở với tất cả nhân loại, ở với chúng con. Thiên Chúa trở thành Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và cùng với sự hiện diện của Thiên Chúa ấy
là tất cả mọi phúc lạc. Bởi vì chính Thiên Chúa trở nên một phần của thế giới, chính Thiên Chúa trở nên một con người giữa nhân loại, chính Thiên Chúa mang lấy cái nhân loại này, kết hiệp với nhân loại, nối kết tất cả nhân loại này vào trong mầu nhiệm của người, đảm nhận lấy tất cả mọi thực tại của nhân loại trở thành của người, và đổ tràn vào trong nhân loại này chính sự hiện diện quyền năng đầy tình yêu và đầy ơn cứu độ của người. Có một triết gia và cũng là thần học gia của Pháp đã nói rằng Thiên Chúa đã không cứu chúng ta khỏi cái thế giới đầy đọa này, cái thế giới tội lụy này, cái thế giới khốn khổ này bằng cách đứng ở bên ngoài mà giật chúng ta ra khỏi thế giới. Thiên Chúa không đứng ở bên ngoài cái thế giới này để nắm tóc chúng ta mà giật ra, không thưa anh chị em. Thiên Chúa cứu thế giới, cứu nhân loại khỏi cái thế giới khốn khổ này không phải bằng cách giật chúng ta ra khỏi thế giới, mà bằng cách lấp đầy thế giới của chúng ta, cái thế giới khốn khổ và tội lỗi này bằng sự hiện diện của chính người. Thiên Chúa cứu chúng ta khỏi thế giới đau khổ bằng cách lấp đầy thế giới đau khổ bằng sự hiện diện của người. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và khi người ở cùng thì người đổ tràn đầy vào cái thế giới tội lỗi này ân huệ và sự sống của chính người. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng mẹ. Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Đức Giêsu con lòng mẹ bao gồm tất cả mọi ơn phúc, mọi phúc lộc, mọi sự sống, sự sáng, tình yêu và phúc lành của Thiên Chúa. Vâng, chính Đức Giêsu mà mẹ đã sinh ra ấy đem lại cho thế giới này mọi thực tại tốt lành và thiện hảo không thể tưởng tượng được. Thiên Chúa đã lấp đầy thế giới của chúng ta bằng sự hiện diện của người, và sự hiện diện ấy có tên là Giêsu Kitô. Vâng, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và nhờ ở cùng bà, Đức Chúa Trời ở cùng tất cả thế giới. Gẫm kinh kính mừng, đọc kinh kính mừng là chúng ta thưa lên lời cầu nguyện của mầu nhiệm con Thiên Chúa đi vào trong cuộc sống của chúng ta, trở nên một phần của thế giới của chúng ta. Và chính ở trong cái mầu nhiệm đấy, chính ở trong cái xác tín ấy, chính ở trong lời kinh cảm tạ và tạ ơn, cũng là lời ngợi khen ấy, chúng ta chợt nhớ đến cái thân phận yếu đuối của mình. Cho nên chúng ta lại xin Đức Mẹ, vâng, mẹ đã đem Chúa, đem sự hiện diện của Chúa vào trong thế giới. Chính ngang qua mẹ mà Thiên Chúa trở thành Emmanuel là giữa chúng con. Thì bây giờ xin mẹ hãy giữ chúng con với Chúa, nối kết chúng con vào với sự hiện diện tuyệt hảo đó của chính Thiên Chúa giữa thế giới này. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là những kẻ tội lỗi, không phải lúc này mà nhất là trong giờ lâm tử của chúng con. Xin giữ cả cuộc đời của chúng con được nối kết vào với Đấng nhờ mẹ đã trở nên xác phàm giữa thế gian này, lấp đầy cái thế giới đau khổ của chúng con bằng sự hiện diện ân phúc, bằng sự hiện diện của ơn cứu độ, của sự sống, của ánh sáng, sự tự do và chân lý vĩnh hằng của người. Mẹ đã đem Chúa vào trong thế giới thì xin mẹ cũng giữ chúng con được kết hiệp với Chúa trong mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc vĩ đại của người. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi khi này và trong giờ lâm tử. Kính thưa anh chị em, đẹp biết bao nhiêu lời kinh đấy. Bà già 80 tuổi lại cũng vẫn thầm thì thưa lên với Thiên Chúa cái xác tín đức tin về sự hiện diện của Chúa giữa thế giới, Chúa ở cùng chúng con. Ông già 80 tuổi hay chàng thanh niên 20 tuổi vẫn nài xin với Đức Mẹ, xin giữ chúng con ở trong sự hiện diện đầy ân phúc của chính Đấng, gồm tất cả phúc lạ, Đấng ở cùng mẹ và cũng là ở cùng chúng con, Đấng là Emmanuel. Rồi kết thúc 10 kinh kính mừng ấy là chúng ta sẽ đọc kinh sáng danh. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Danh ấy được vinh hiển từ thuở đời đời, trong lúc này cho đến muôn đời và đến vô cùng. Chúng ta lúc bấy giờ nối kết cuộc đời bé nhỏ của mình, cái thế giới bé nhỏ của mình vào với vinh quang vĩnh hằng của Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Chúng ta không để cho cái thế giới nhỏ bé này, mặc dù đã được cứu độ đấy, cái thế giới nhỏ bé này nhốt chúng ta lại. Chúng ta nối kết cái cuộc đời bé nhỏ, có khi là đầy thất bại, có khi là đầy thương đau của chúng ta, vào với vinh quang vô cùng của Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần.
Thiên Chúa Cha là đấng trao ban mọi sự cho Chúa Con. Chúa Con là đấng đón nhận mọi sự từ Cha và hiến dâng mọi sự cho Cha trong tư thế trao ban tuyệt hảo và đón nhận tuyệt hảo của Cha và Con. Và cái sự trao ban, cái tình yêu, cái sự sống ấy của Chúa Cha với Con ấy mạnh đến mức độ là một ngôi vị thần linh là chính Chúa Thánh Thần. Chúng ta nối kết cả thế giới của chúng ta, cả cuộc đời bé nhỏ của chúng ta vào với vinh quang vĩnh cửu có từ muôn thuở và tồn tại cho đến muôn đời của đấng ấy. Thế gian này không nhốt chúng ta lại được. Lịch sử này mặc dù là gian tà đến đâu, mặc dù mạnh mẽ đến đâu, không trói chúng ta lại được. Bởi vì ngày mỗi ngày chúng ta kết đời mình vào với vinh quang vĩnh hằng, vinh quang tuyệt đối của Cha Con và Thánh Thần, vinh quang của tình yêu và sự sống. Vâng, với kinh sáng danh ấy, chúng ta để cho đời mình được hòa vào với cái vĩnh cửu và vô biên trong vinh quang của chính Thiên Chúa, thưa anh chị em. Thành ra lời kinh Mân Côi, lời kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh sáng danh ấy trở thành lời kinh tuyệt hảo của toàn thể nhân loại và của cả giáo hội là điều dễ hiểu. Bởi vì ở đấy ta gặp thấy những mầu nhiệm vĩ đại nhất. Ở đấy ta gặp thấy những mầu nhiệm có sức an ủi nhất. Ở đấy ta gặp thấy những mầu nhiệm của ơn cứu độ lớn lao nhất, tác động đến từng thớ thịt của chúng ta, tác động đến từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống của chúng ta. Mà lời kinh ấy thì lại rất đơn giản, rất dễ nhớ. Không cần phải biết tiếng Anh, không cần phải biết tiếng Latin. Bà già nhà quê không biết chữ vẫn đọc được, cũng chẳng tốn thời giờ. Bây giờ có thể đọc một lúc 200 kinh, lại cũng chỉ đọc 50 kinh hay 10 kinh, thậm chí 1 kinh. Ngày xưa tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, tôi thấy mẹ tôi nấu bếp cũng lẩm bẩm: Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà dì của mẹ tôi, tức là em của bà ngoại tôi, không có gia đình. Bà ấy lại mù lòa. Thế mà suốt ngày tôi thấy đọc kinh Kính Mừng, chả cần phải đọc chữ. Bây giờ mình mới hiểu tại sao cái cuộc đời mù lòa của của người phụ nữ ấy lại cứ như sáng lòa lên. Đấy là bởi vì cả cuộc đời ấy kết với chàng chuỗi Mân Côi. Suốt ngày là chuỗi Mân Côi. Chúng ta thấy lâu lâu đi trên xe, tôi đã từng thấy có đức giám mục đi trên xe, bảo sẵn trên xe một loạt chàng chuỗi Mân Côi, lên một cái là người phát cho mỗi ông một chàng chuỗi Mân Côi và đọc kinh Mân Côi với nhau. Trên xe toàn những người bằng cấp đầy mình, nhâm ran đọc kinh Mân Côi với nhau. Các cha đi với nhau đọc kinh Mân Côi, các sơ đi với nhau đọc kinh Mân Côi. Lâu lâu ở trên máy bay tôi thấy có người cầm chuỗi Mân Côi, đẹp vô cùng thưa anh chị em. Rồi khi chúng ta đọc kinh Mân Côi một cách dễ dàng nhưng mà lại hết sức thâm sâu như vậy, chúng ta lại suy niệm về những mầu nhiệm của Con Thiên Chúa làm người, chịu chết, sống lại và cứu độ chúng ta. Và thế là chúng ta lại có cơ hội để kết nối đời của mình và của cả thế giới này vào với những mầu nhiệm cứu độ ấy. Khi ta vui, ta gắn niềm vui của mình vào với năm sự vui, để cho niềm vui của mình được hòa vào với niềm vui vĩnh cửu, niềm vui vĩ đại, niềm vui của toàn thể thế giới, niềm vui của việc Thiên Chúa đến gặp gỡ con người trong mầu nhiệm Giáng sinh, trong mầu nhiệm nhập thể. Thiên Chúa đến gặp gỡ con người gặp gỡ được Thiên Chúa. Thiên Chúa và con người như cặp tình nhân hẹn hò nhau, và bây giờ hai bên gặp nhau ở điểm hẹn ấy. Mầu nhiệm của năm sự vui là mầu nhiệm của cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với con người, làm cho niềm vui vỡ hòa lên đấy. Niềm vui bé nhỏ của cuộc đời tôi, của cuộc đời anh, của cuộc đời chị trong năm sự vui được kết nối vào với niềm vui của cả đất trời, niềm vui của cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với con người, giữa con người với Thiên Chúa. Rồi khi chúng ta có những thành công trong cuộc đời, những thành công lớn, thành công nhỏ, những thành công trong các mối tương quan, thành công trong công việc làm ăn, thành công trong công việc học hành, thành công trong việc giữ gìn sức khỏe, thành công trong việc xây dựng gia đình, và cả những vất vả để đạt được những thành công đó nữa, ta thầm thì với Chúa, suy gẫm năm mầu nhiệm của năm sự sáng, để ta kết nối những công việc mình làm, những thành công của mình, những nỗ lực của mình, những cái điều mình đạt được, những điều tốt lành ấy vào với hành động
và quyền năng của chính Chúa Giêsu đấng đi loan báo và công bố tin mừng để cứu độ nhân loại. Ta không để cho thành công và những nỗ lực của mình, nó chỉ là của riêng mình nữa, mà nối kết vào với công trình cứu độ, công việc loan báo tin mừng đầy quyền năng và đầy sức mạnh của chính Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, đấng đi vào giữa thế giới chúng ta để biến tất cả mọi sự ở trong thế giới này trở nên phương thế cứu độ. Khi ta khốn khổ, khi ta bất hạnh, khi ta thất bại, khi ta đau đớn, khi ta bị chèn ép, khi ta gặp đau thương ấy, ta lại gắn bó với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm thương khó, trong cái chết, trong sự cuộc khổ nạn và cái chết đau đớn của người, và ta suy gẫm năm sự thương. Để cho những đau khổ của chúng ta, để cho những vất vả của chúng ta, để cho những hiểu lầm mà chúng ta đang phải chịu, để cho những khốn khổ về thể xác, về tinh thần, về tâm linh của chúng ta, để cho tất cả những gì là đen tối trong cuộc đời của chúng ta ấy không trở thành những thứ có thể nghiền nát chúng ta, mà nó được nối kết vào với hy tế thập giá của chính Chúa Kitô. Và rồi khi chúng ta nhìn về cuộc sống của mình, chúng ta không muốn để cho cuộc sống của mình bị trói lại bởi chuyện cơm áo gạo tiền. Chúng ta không để cho cuộc sống của mình bị trói lại bởi những mối tương quan trần gian. Chúng ta không để cho những giới hạn về không gian và về thời gian của thế giới này nhốt chúng ta lại. Chúng ta muốn hướng cả đời mình vào với cái vĩnh cửu và với vinh quang vĩnh hằng của chính Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta một chỗ vĩ đại trên trời nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chính Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống mới và là sự sống vĩnh hằng. Ta muốn kết nối đời mình, cái cuộc đời bé nhỏ một vài năm, một vài chục năm này, cái cuộc đời đầy nước mắt và đau thương này, cái cuộc đời khốn khổ bất hạnh này, cái cuộc đời của những đau thương này, ta muốn nối kết nó vào với vinh quang vĩnh hằng. Chúng ta hướng cả cuộc đời bé nhỏ của chúng ta vào trong mầu nhiệm của cuộc phục sinh, của sự sống vĩnh cửu ấy. Và bởi để nối kết điều đó, ta thầm thĩ gẫm năm sự mừng. Đấy, như vậy là với mùa năm sự vui, với năm sự sáng, với năm sự thương và năm sự mừng, ta được nối kết cả cuộc đời của mình vào với mầu nhiệm của chính Thiên Chúa và nối kết mầu nhiệm của chính Thiên Chúa vào cuộc đời bé nhỏ của chúng ta. Vâng, kính thưa anh chị em, Kinh Mân Côi chỉ có vậy, mà cũng là nhờ có vậy mà Kinh Mân Côi trở thành phương thế cứu độ tuyệt hảo dành cho chúng ta. Đức Trinh Nữ Maria khi hiện ra với nhân loại ở Fatima cách đây 100 năm, mẹ tha thiết mời gọi chúng ta suy niệm một Kinh Mân Côi, lần hạt Mân Côi, không phải để mẹ muốn nghe chúng ta thưa rằng kính mừng Maria, kính mừng Maria, không phải đâu thưa anh chị em, mà là để cho cuộc đời của chúng ta được chìm đắm, được hội nhập, được ngập tràn vào trong mầu nhiệm của ơn cứu độ mà Kinh Mân Côi diễn tả và truyền tải. Chúng ta được mời gọi kết dệt ngày sống của mình trong Kinh Mân Côi và những mầu nhiệm của Kinh Mân Côi. Tôi tha thiết mời gọi anh chị em, nhất là các bạn trẻ, hãy để cho đời mình được chìm ngập trong những mầu nhiệm thánh thiện và trong những lời cầu nguyện hết sức sâu sắc ấy. Tôi tha thiết mời gọi anh chị em, những người bị bệnh, những người già, những người yếu. Tôi tha thiết mời gọi anh chị em, những người vất vả, mưu sinh. Tất cả chúng ta, tôi tha thiết mời gọi anh chị em hãy vâng lời Đức Trinh Nữ Maria, tranh thủ từng phút, tranh thủ từng lúc có thể để cho đời mình được tràn ngập trong lời kinh lạy Cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh và trong những mầu nhiệm cứu độ, năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương, năm sự mừng. Hãy để cho những thực tại ấy kết nối cuộc đời chúng ta lại trở thành một đóa hoa dâng lên Thiên Chúa và dâng lên Đức Mẹ. Chúng ta có thể dành rất nhiều giờ để xem biết bao nhiêu là chương trình văn nghệ, phim ảnh. Chúng ta có thể dành rất nhiều giờ để lướt Facebook. Các bạn trẻ, các bạn có thể lướt đến cả mấy chục phút, cả tiếng đồng hồ chỉ để xem những thứ vớ vẩn. Tôi không phản đối chuyện đấy, nhưng mà chớ gì cái thời lượng để lướt Facebook, cái thời lượng để lướt web, để chơi game ấy được dành ra không trọn vẹn, thì có một phần của những thời lượng ấy để thầm thĩ đọc Kinh Mân Côi, để dìm đời mình vào trong các mầu nhiệm cứu độ, để lời kinh của người con thảo, để lời kinh của mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh, để lời kinh của sự thánh hóa trong kinh sáng danh biến đổi cuộc đời của chúng ta. Chớ gì khi nào có thể chúng ta thầm thĩ Kinh Mân Côi, không lần chuỗi được, nhưng mà
Khi có thể hãy đọc lạy Cha chúng con ở trên trời, chỉ có vài giây thôi. Khi có thể đi từ đây sang bên kia cũng vẫn đọc xong kinh kính mừng mà. Thay vì đầu của mình nghĩ đến những chuyện tội lỗi, thay vì đầu của mình nghĩ đến những chuyện bực bội, thay vì đầu của mình nghĩ đến những mưu toan xấu xa, hãy để cho lời kinh lạy Cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh trở thành thực tại sống ở trong sâu xa trong tâm hồn của mình. Hãy kết nối những niềm vui của mình, những thành công của mình, những đau thương của mình và những khát vọng vô biên của mình vào với mầu nhiệm của chính Chúa Kitô qua năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương, năm sự mừng. Hãy để cho tâm tình con Thảo, hãy để cho mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, hãy để cho ánh sáng chan hòa của vinh quang Thiên Chúa phù lấp đời sống của chúng ta bằng kinh lạy Cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh trong từng phút một, trong từng nửa phút một, thưa anh chị em. Và chính đấy là sứ điệp mà Đức Mẹ Fatima muốn nói với chúng ta. Hôm nay chúng ta quy tụ nhau để mừng đại lễ di dân này, chúng ta nghe lại một lần nữa lời mời của Đức Mẹ. Và chính khi chúng ta lần chuỗi mân côi như thế, để cho đời mình chìm ngập trong chuỗi mân côi như thế, lại cũng chính là lúc chúng ta đang tôn sùng trái tim của mẹ một cách đặc biệt nhất. Người mẹ đã kết hợp với Chúa Giê-xu một cách đặc biệt, nhất là khi Chúa Giê-xu chịu treo trên thập giá để cứu chúng ta. Chúng ta yêu mến mẹ và yêu mến Chúa ngang qua việc đọc kinh mân côi, suy niệm các mầu nhiệm của kinh mân côi, và hãy để cho lời kinh mân côi trở thành lời chủ đạo kết dệt cuộc đời của chúng ta, để chúng ta được kết hiệp với Chúa và kết hiệp với Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ gìn giữ chúng con và cho chúng con cảm nghiệm được cái sự sâu sắc, cái niềm vui và niềm hạnh phúc của người, để cho lời kinh mân côi, lời kinh lạy Cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh trở thành thực tại kết nối và thánh hóa đời sống của chúng con. Amen.